Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính thưa chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Thiên Thần, Hộ Pháp, Tầng Hư Không, biến khắp các pháp giới và tất cả hữu duyên chúng sinh, A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính thưa quý thầy, quý cô, quý sư phụ, quý huynh đệ đồng tu tỷ muội và toàn thể quý khán thính giả yêu thương, A Di Đà Phật. Kính chào cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube phóng sinh của chúng ta, A Di Đà Phật. Nếu mà nói chúng con thì có chấp trước về phân biệt, có tướng nam tướng nữ thôi, vậy là của chúng ta, của hư không biến khắp các pháp giới, A Di Đà Phật. Nha. Ủa, sao anh không khiên luôn? Còn anh nếu mà con khiên này, kia là con tắt máy nha. Ừ, đúng rồi, đâu còn quay nữa đâu.